Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Mạnh Review Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại và đánh giá chi tiết về chiếc iPhone SE 2016 này Liệu rằng là nó có thực sự là xứng đáng trong cái tầm giá đó là 1,2 triệu hoặc là hơn hay không Và giá của mình mua được với cái chiếc máy này là 1 triệu 150 nghìn Cùng với đó là một cái số tiền mà mình bỏ ra để unlock nó biến thành một cái phiên bản quốc tế Ví dụ như là trong cái phần này mình cũng đã sâu cho anh em xem rồi là chúng ta sẽ nhìn thấy cái thông tin khóa mạng bây giờ Hiện tại nó là không giới hạn SIM nhé Nó đã trở về một cái phiên bản quốc tế Vậy thì với tổng chi phí mà mình bỏ ra đó là 1,2 triệu Thì anh em nghĩ rằng nó có xứng đáng hay không? Mình cứ hỏi vậy thôi chứ còn thực tế ra là anh em cũng đã có những cái câu trả lời Cũng đã bình luận khá là nhiều ở phía bên dưới video mở hộp của mình 1 triệu một cho SE lock là hơi đắt đó anh SE đắt thật Xong anh trả đi nhé Điểm qua về một vài những cái khía cạnh Ví dụ là về ngoại hình của nó này Ngoại hình thì anh em nhìn thấy với một cái chiếc máy như thế này Chúng ta sẽ có một cái thiết kế Nó giống na ná so với lại những cái thiết kế Của những cái chiếc máy từ đời iPhone 12 iPhone 13 và 14 Đó, lắt cắt kim cương và vuông vức Nhìn nó khá là sang trọng và đẹp đẽ chứ Đúng không nào? Cùng với cái ngoại hình của chiếc máy này Thì nó lên đến tầm khoảng là 97% Rất là ít sức, Cũng như là mặt trước, mặt sau đã có dán kính cường lực rồi và phía bên dưới này thì mình còn để ý thấy rằng là cái số email của nó trùng khớp với cái số email trên cái chiếc máy này luôn 9131 này Mình cũng đã kiểm tra bao thun nhá Thì cái chiếc máy này lên đến cái số điểm là 95 Số điểm khá là cao Có mỗi một phần mà báo đỏ đó là về viên pin trên cái chiếc máy này đã được thay Thế nên là trong cái phần mà báo pin ở đây Thì tình trạng pin của nó là 100% nhá Và đối với một chiếc máy cũ lâu đời như chiếc máy này Thì việc thay pin là một cái vấn đề rất là bình thường thôi không có gì cả, đúng nào. Về trải nghiệm pin thì sau đó mình sẽ đánh giá sau. Còn đối với chiếc máy này thì tất cả những cái hành trình phím nó còn rất là tốt, trải nghiệm rất là mượt mà. Cùng với đó thì Touch ID vẫn còn. Mình cũng đã test trong cái video mở hộp rồi. Còn những cái phần thông tin về máy thì chúng ta sẽ truy cập vào phần đó là AnTuTu Benchmark. Đây với một số điểm khá là cao, đúng nào 246.899 điểm. Mình cũng đã test game cho anh em xem kỹ rồi. Trải nghiệm rất là mượt mà. Một cái chiếc máy nhỏ gọn, màn hình 4 inch mà nó lại mang một cái sức mạnh khá là tốt luôn. Rồi, bên trong phần My device chúng ta sẽ nhìn sơ qua. Ví dụ như ở đây thì mình đã cập nhật lên cái phiên bản iOS đó là 15.7.5 cao nhất trên cái thiết bị này rồi. Bên dưới này chúng ta sẽ nhìn thấy cái thông số camera phía sau của nó là 12MP. Bộ nhớ trong là 32GB, RAM là 2GB. Con chip đó là Apple A9. Màn hình kích thước 4 inch này. Công nghệ màn hình IPS LCD, chất lượng là Retina HD. Camera phía trước của nó có thông số chỉ là 1,2 m thôi. So với lại thế hệ 6S, 6S Plus thì chiếc máy này đã bị thiệt thòi rồi. Đối với hai chiếc máy kia thì nó là 50 pixel cơ. Và cuối cùng là một cái dung lượng pin chỉ là 1624 mAh thôi. Thế nhưng mà về cái mức độ sử dụng ấy thì gần như tương đương so với lại thế hệ iPhone 6S nhé. Vậy là chúng ta cũng đã điểm qua một vài những cái phần thông tin của máy rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những bài test thực tế luôn. Ở đây thì mình đang tháo một cái khay sim ra rồi nhé mình sẽ lắp cái chiếc sim Vina vào. Và đây là một cái phôi sim cũ nhá, anh em có thể nhìn thấy nó mài này. Đấy, đã lắp nhiều lần rồi. Thế nhưng mà với cái sim Vina này thì lắp được. Còn với cái sim Viettel thì lắp nó lại không nhận sim cũng như là không gọi điện được, chỉ có nhận tin nhắn thôi. Đó, và mình cũng chưa có một cái cách nào để mà khắc phục cái vấn đề này. Đây, nó hiện lên sóng rất là nhanh VinaPhone này. Rất là căng và đầy, xem là loa thoại của nó nghe có to không. Đó, loa thoại nghe khá là to luôn cũng như là cái âm thanh chắc, độ trầm ấm tốt. Còn về bắt Wi-Fi thì sao? Ở đây thì mình cũng đã tải YouTube rồi. Chúng ta sẽ thử vào YouTube xem nghe nhạc EDM không bản quyền này. Rồi, mình sẽ test với cái chất lượng LTE của nó. Đó, nói chung là mình cũng chỉ lướt qua nhẹ nhàng như vậy thôi. Thì anh em có thể thấy được rằng là cái chất lượng bắt wifi cũng như là 4G của nó rất là tốt luôn nhé. Rất là nhanh. Và qua cái trải nghiệm nghe loa ngoài thì anh em thấy được rằng là nó cũng có một cái mức âm lượng nó không được to, âm bass thì chưa được dày cho lắm, vì vậy mà tổng thể của nó thì cũng ở mức độ là bình thường. Còn về phần camera thì sao? Trên những cái chiếc máy của iPhone 6S, 6S Plus uh, hay là những cái thế hệ khác nó cũng đều có một cái thông số camera phía sau là 12 m Thế nhưng mà nó sẽ có những cái tùy chỉnh à, riêng biệt về phần mềm, phần cứng thì cũng có những cái tùy chỉnh. Thế nhưng mà so với lại những cái thế hệ của iPhone 6S và 6S Plus ấy, thì trên cái chiếc máy này camera sau là tương đương nhé. Mình cũng đã xem rất là nhiều những cái video so sánh giữa cái chiếc iPhone SE 2016 này với cái phiên bản 6S hoặc 6S Plus thì chất lượng là tương tự nhau với camera ống kính phía sau. Còn đối với ống kính phía trước trên cái chiếc máy này thì chúng ta sẽ có một cái phần thiệt thòi nó chỉ có 1,2 m thôi, mà trong những cái thế hệ 6s và 6s plus thì nó sẽ có thông số là 5 megapixel. Còn về chất lượng thì sao? Anh em cùng xem qua một vài tấm ảnh mình chụp được nhé. Và đây là cái chất lượng quay cũng như là thu âm ở trên camera selfie phía trước của iPhone SE 2016. Chất lượng của nó cũng chỉ là Full HD 30 khung hình trên dây thôi. Còn đây là cái chất lượng quay 4K 30 khung hình trên dây ừ, Cam sau này Màu sắc và độ chi tiết khá là tốt luôn Còn về những cái chức năng khác của iPhone trong cái phần cài đặt này, ví dụ như là ở đây thì mình cũng đã đăng nhập iCloud rồi, đăng nhập iCloud của bố mình. <laughs> Nói chung là chúng ta vẫn có được một cái thiết bị sử dụng bình thường, không phải là một cái phiên bản iPhone Lock bị giới hạn SIM nữa rồi. À, sau khi mà mình nhận cái chiếc máy này về và mình thấy rằng là trong cái phần cập nhật phần mềm ấy, nó đã có một cái phiên bản mới đó là 15.7.5 nên là mình cập nhật lên luôn chứ còn ban đầu của nó là phiên bản 15.7.0 anh em có thể xem lại video mở hộp của mình nhé và đây cũng có lẽ là một cái phiên bản iOS cuối cùng trên cái chiếc máy này rồi mình nghĩ là như vậy thôi còn không biết là sau này có cái phiên bản 15.7.8 hay là gì nữa không và có một cái phần thiệt thòi nữa trên cái chiếc iPhone SE 2016 này so với lại những cái thế hệ iPhone 6s trở đi đó là nó không có cảm ứng lực 3D Touch trong cái video trước mà mình test game ấy, thì mình cũng có kể ra một vài những cái khác biệt của cái chiếc máy này so với lại iPhone 6s, 6s Plus mặc dù là có cùng con chip và có rất là nhiều những cái sự giống nhau nhưng mà nó vẫn có một vài những cái điểm ví dụ như là về thiết kế. Cái điều này thì ban đầu chúng ta nhìn thì cũng đã biết ngay rồi đúng không nào. Thiết kế ngoại hình viên pin, camera selfie phía trước thì thấp hơn. Cùng với đó thì không có 3D Touch, nó chỉ có vậy thôi. Được nào? Còn cuối cùng là về cái viên pin thì cái chiếc máy này với những cái trải nghiệm xem YouTube hoặc là để qua đêm. Nếu mà để qua đêm sau tầm khoảng 8 tiếng đồng hồ thì mình thấy rằng là nó chỉ mất là 4% pin thôi còn đối với xem YouTube sau 30 phút âm lượng thì gần như là mắc luôn độ sáng màn hình thì mình kéo lên tầm khoảng là 60, 70% thì sau 30 phút nó sẽ tụt mất là 8% pin nhé còn đối với trải nghiệm chơi game mà nó nóng máy lên ấy, thì chắc chắn rằng là nó sẽ tụt pin nhanh hơn nếu mà chúng ta để một cái chiếc máy iPhone SE đời 2016 như này ở những cái phiên bản iOS là 14 trở lại thì cái viên pin những cái chiếc máy này mình nghĩ rằng nó sẽ trâu hơn hẳn luôn và cái nhiệt độ của nó cũng không cao bằng so với lại những cái thế hệ đời cao như thế này Nhất là cái phiên bản iOS 15 Rất là nhiều người phàn nàn về cái vấn đề này còn về cái mức độ sạc thì sao? Thì mình thấy rằng là nếu mà mình sạc một cái củ sạc bình thường uh, 5V 1.5A thì nó mất rơi vào tầm khoảng là 2 tiếng 20 phút để đẩy cái viên pin 1642mAh này. Nói chung là nó cũng không quá lâu. Còn anh em cứ tính cái mức sử dụng bình thường của anh em thông qua cái việc uh, xem YouTube 30 phút ấy, Thì cứ thế mà nhân cộng lên thôi. Vậy thì tổng kết lại, đối với anh em thì anh em nghĩ rằng chiếc máy này có thực sự là xứng đáng trong cái tầm giá là 1,2 triệu hay không? Còn đối với bản thân mình thì mình thấy rằng là nó rất là phù hợp. Phù hợp tại sao? Một cái chiếc máy nhỏ gọn, mang một cái sức mạnh tiềm tàng. Cùng với đó thì cái ngoại hình của nó rất là tốt. Thiết kế thì lại hiện đại, phù hợp với xu hướng trend bây giờ. Từ những cái thế hệ iPhone 12 đến iPhone 14 series. Đúng không nào? Ngoại hình thì vẫn còn mới, bên trong của nó thì cũng vẫn còn mới nguyên luôn điểm số vẫn cao phần cứng thay duy nhất của nó chỉ là một cái viên pin thôi với một cái chiếc máy cũ thì cái vấn đề này là bình thường và bây giờ với cái chiếc máy này đã lên một cái phiên bản quốc tế rồi dùng lại rất là ngon nữa không cần phải lắp sim ghép nếu mà anh em tra trên những cái hội nhóm hoặc là trên chợ tốt đi thì đối với cái chiếc máy này bán giá của nó vẫn cao và cao hơn cái giá đó là 1,2 triệu của mình ấy là một cái điều rất là bình thường thôi. Có những cái điểm chê ví dụ như là về màn hình bé, thế nhưng mà xét trên cái khía cạnh đó là sử dụng làm một cái chiếc máy phụ thôi ấy, thì cũng không lo gì cả. Chúng ta vẫn có một cái chiếc máy chính màn hình to để mà trải nghiệm xem phim, lướt web, rồi thì chat chít, lướt mạng xã hội, tiktok các kiểu. Còn đối với chiếc máy này, nó nghiêng về cái sự tiện lợi hơn. Còn anh em, anh em nghĩ sao về nó? Có thể là comment bình luận ở phía bên dưới video cho mình nhé. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.